Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Hôm nay tiếp tục một sản phẩm nữa được gửi tới tất cả các bác. Đây là cục đẩy. Cục đẩy này được sử dụng dòng mạch Class D nha mọi người nha. Và công suất của cục đẩy này là 600W một kênh. Class D là rất là nhiều bác là rất thích sử dụng cái dòng máy này. Thứ nhất là nó ngắn gọn, thứ hai chạy nó êm, thứ ba nữa là tiếng nó rất là sáng, chắc. Lực, độ lực của tiếng là cái dòng mạch Class D này là cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì về hình thức đây các bác có thể xem qua đang còn rất là đẹp. Đấy, Suntech mã LA900. Đấy, ký hiệu volume đây và ký hiệu những dãy đèn báo, chế độ đánh Bright, Sitter hay Parinel nằm vị trí này, nhưng mà nó lại nó thể hiện ở đây, nhưng mà nó đặt vị trí đèn nháy cũng như là volume nằm bên đây. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Đấy, hình thức rất là đẹp các bác. Đây, size cũng ngắn gọn thôi. Ngắn gọn để cho các bác vào tủ. Class D thì nó không sử dụng những cái khối kim loại hay khối tản nhiệt hay là khối linh kiện dày đặc, nặng nề để mà mình bê vác hay là bỏ tủ, bỏ kệ, nó trọng lượng nó nặng, nó làm cong vênh. Thì cái Class D này hiệu suất nó khá cao. Đấy, nhẹ nhàng. Dòng này sản xuất năm 2018 nha các bác. Cũng đang rất là mới, rất là đẹp. Cái này lau chùi đi. Đấy, chạm vặn loa đang nâu chích. Quạt là mát, chỉ cần một chiếc quạt thôi, cho nên là nó chạy rất là êm. Đấy, mà quan trọng nó chạy cả ngày, các bác hoạt động cả ngày nó vẫn rất là mát. Đấy, cắm tín hiệu vào, linh tín hiệu ra đầy đủ. Chế độ gain lớn bé, tôi nhạy đầu vào. Thích hợp thì các bác tùy chỉnh. Chế độ gạt đánh chiếc te mono hay bright nó sẽ nằm ở vị trí này để cho các bác gạt. Đấy. Bây giờ thì mời các bác xem qua về cái nội thất ở bên trong. Đấy. Và cái con này nó rất là hay ở chỗ đây. Đấy, ở cái phần nguồn nó sẽ có cái dạng hệ thống bảo vệ autovol luôn. Đấy, chống sốc điện áp rất là tốt, nó sử dụng hệ thống autovol. Đấy. Còn ở phía này là nó là dạng lọc nhiễu. Đấy, lọc nhiễu ở cái đầu cắm điện vào. Đấy, chạy biến áp nha các bác nhá. Chạy biến áp các bác nhìn đây. Đấy, tụ cáp to 120V. Đấy. Sập xung. Thông thường là rất hiếm cái dòng Class D nó có tích hợp thêm cái dạng nguồn auto ở mặt trước. Linh kiện thì đang rất là sáng và rất là đẹp nha mọi người nha. Đấy, các bác bảo hai kênh. Cái này thì nó không chạy bằng sò hoàn toàn, nó chạy bằng MOSFET, nó khuếch đại trực tiếp luôn, cho nên hiệu quả nó rất là cao. Nó không cồng kềnh nặng nề quá nhiều với dùng cái khối tản nhiệt lớn, tại vì cái dòng này nó không sinh nhiệt. Đấy, khi mà nó hoạt động lên đến trên 90% hiệu suất được nguồn điện cấp vào thì gần như nó không còn cái mức độ tỏa nhiệt là bao nhiêu cả, chỉ có mấy phần trăm là tỏa nhiệt thôi. Nó không giống như những dòng mạch Class AB nó lên đến 60%, 50-60% là tỏa nhiệt. Đấy, tiêu hao công suất nó bị mất đi, quay đại không hết, nó bị tỏa nhiệt ra vỏ, cho nên người ta phải sử dụng nhiều quạt lớn cũng như là tản nhiệt lớn. Đấy. Linh kiện phải nói là còn rất là đẹp nha các bác nha, mới đẹp long lanh luôn. Đó. Chạy MOSFET to. Đấy. Chế nhôm. Con này thì công suất 600 Class D, hoàn thiện hoàn thiện tốt như thế này, chi tiết đầy đủ như thế này, bên em bán ra cho các bác giá tiền là 3.500.000 đồng một cái duy nhất các bác nhá. Đấy, mọi người xem ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like, đăng ký kênh để cập nhật video giới thiệu sản phẩm hàng ngày, biết đâu đó các bác sẽ lựa chọn được những sản phẩm hữu ích, hợp lý và tốt nhất ở bên cửa hàng Thắng Hoàng. Và em cũng xin cảm ơn các bác quan tâm, yêu mến, theo dõi và ủng hộ cho Thắng Hoàng trong thời gian qua. Thắng Hoàng xin chúc tất cả mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và xin chào các bác.